chúng ta không có học qua giới luật. Thật ra nếu bạn nói không có học qua giới luật, vậy thì bạn sai rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đi phẩm 37 là dạy giới luật. Nếu bạn thực hành được, đó tức là đã trì giới. Chúng tôi lần này giảng Quán Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Trương, đến ngày mai thì sẽ giảng xong. Sau khi giảng xong thì tôi phải đi Los Angeles và Dallas một chuyến, sau đó sẽ trở về đây. Chúng tôi còn có thời gian 1 tháng, tức là khoảng chừng 4 tuần lễ. Tôi sẽ chọn 2 đoạn kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm để giảng giải cho mọi người. Đoạn thứ nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đây là trong ngũ kinh nhất luận của Tịnh Độ chúng ta. Đoạn này rất là quan trọng. Đoạn thứ hai là chọn tứ chủng thanh tịnh minh hối trong Kinh Lăng Nghiêm. Đoạn này là nói cái gì? Tức là nói sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất tường tận, nói rất rõ ràng, để cho chúng ta biết tứ trọng giới này chẳng những trên sự tướng không thể phạm, mà phải từ trong tâm đoạn trừ, không còn ý niệm đó nữa, thì người niệm Phật này nhất định được vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Cho nên những chướng ngại đó mà đối với pháp môn vãng sanh, trước hết chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Sau đó xa lìa những chướng ngại đó thì chúng ta mới nắm chắc được vãng sanh. Cho nên chúng tôi có thời gian 4 tuần lễ để giới thiệu 2 đoạn kinh văn này cùng với quý vị thảo luận. Pháp là lý luận phương pháp cảnh giới của trong kinh điển. Tác dụng của nó là có thể huân thành trí huệ vạn hạnh của tam hiền thập địa. Tam hiền là bậc Bồ Tát, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tam hiền tổng cộng có 30 ngôi địa vị. Chúng ta gọi 30 ngôi địa vị này là tam hiền. Đặc biệt đây là bậc hiền nhân. Còn thập địa, chúng ta gọi thập địa là bậc thánh nhân. Thập địa là từ sơ địa đến thập địa, tổng cộng có 10 ngôi địa vị. Cho nên hợp lại tam hiền và thập thánh thì có 40 ngôi địa vị. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là tam hiền và thập thánh cộng thêm một ngôi vị đẳng giác Bồ Tát thì là 41 ngôi địa vị, tức là 41 cái giai cấp. Những giai cấp không đồng của Bồ Tát phân biệt như thế nào? Là từ trên trí huệ mà phân biệt, từ trên đoạn chứng mà phân biệt. Như trì giới, tác dụng của trì giới là tự mình biết sửa lỗi, đoạn ác tu thiện, phòng ngừa phạm giới, khiến cho mình tu thiền định không có chướng ngại. Dẹp trừ những chướng ngại tu thiền định khiến cho mình tu thiền định có thể thuận lợi
đạt được định. Định là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Cái tâm này quả nhiên được thanh tịnh bình đẳng. Tác dụng của tâm thanh tịnh bình đẳng tức là trí chiếu, dùng trí huệ chiếu cảnh giới bên ngoài. Thì như trong kinh Bát, trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là nói tam giới lục đạo đều không. Tam giới lục đạo không phải thật. Trong kinh Kim Cang thì nói: Như mộng nguyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Đó là đã thấy được chân tướng. Cho nên tâm được định thì khai trí huệ. Định lực của tam hiền thập thánh sâu cạn khác nhau, trí huệ lớn nhỏ cũng khác biệt. Từ chỗ khác biệt này mà phân biệt thành 40 ngôi địa vị, tức là 41 cái giai cấp. Quý vị nên biết rằng 41 cái giai cấp này là Phật vì chúng ta phương tiện nói. Bạn muốn hỏi chư Bồ Tát đó, các ngài là bậc Bồ Tát của địa vị gì? Nếu họ nói chúng tôi chứng được sơ trụ Bồ Tát, hoặc là nói chúng tôi đã chứng được sơ địa Bồ Tát, thì trình độ của họ cũng như chúng ta vậy. Tại vì sao? Vì họ còn có phân biệt, còn có chấp trước, còn có phân biệt, còn có chấp trước, mới có tam hiền thập thánh. Thật ra cảnh giới của tam hiền thập thánh là tâm thanh tịnh bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên gọi cảnh giới đó là nhất chân pháp giới. Sư trụ Bồ Tát của tam hiền vị thì đã nhập nhất chân pháp giới, không có phân biệt, không có chấp trước. Tuy họ không có phân biệt, không có chấp trước, nhưng thật ra định lực của họ có sâu cạn khác nhau, trí huệ lớn nhỏ cũng khác biệt. Bất luận là lớn hay là nhỏ, họ cũng không có phân, cũng không có chấp trước, cũng không có phân biệt. Lìa khỏi phân biệt chấp trước thì cảnh giới của họ là bình đẳng. Đối với chúng ta mà nói, thật là không thể nghĩ bằng. Hạng phàm phu chúng ta khi khởi tâm động niệm đều muốn truy tìm tận gốc, hỏi cái này hỏi cái kia, hoàn toàn là vọng tưởng. Còn bậc Bồ Tát thì không có khởi tâm động niệm như vậy. Chúng ta huân tập kinh điển Đại Thừa phải không gián đoạn, tức là phải thường đọc tụng kinh Đại Thừa. Chúng ta đọc tụng phải chuyên tâm đọc tụng, phải biết trọng yếu của đọc tụng. Cái trọng yếu này tức là ngài Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tướng Luận dạy cho chúng ta: lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Bạn phải nắm lấy cái trọng yếu này. Bạn đọc kinh là tu định, đọc kinh là tu huệ. Có định có huệ thì giới hạnh tự nhiên ở bên trong. Cho nên đọc kinh là hoàn thành gồm cả tam học giới định huệ. Bạn đọc kinh một tiếng đồng hồ tức là tu một tiếng đồng hồ giới định huệ. Bạn đọc kinh hai tiếng đồng hồ là tu hai tiếng đồng hồ giới định huệ. Đó là bạn biết đọc kinh. Làm sao biết họ là tu giới định huệ? Nên biết rằng
Cương lĩnh của giới học là không làm các điều ác, nên làm các điều lành. Từ giới nhân thiên đến giới Bồ Tát đều không thể trái với cái nguyên tắc này. Chúng ta đọc kinh thì phải chuyên tâm đọc kinh, không thể khởi một ý niệm nào khác, đó là không làm các điều ác, không làm các việc ác. Kinh điển là chân ngôn của Phật, từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Không có cái gì sánh bằng kinh Phật. Cho nên đọc kinh tức là nên làm các điều lành, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Do đây mới biết lúc chúng ta đọc kinh thì đã gồm tu giới học của ngũ thừa. Lúc đọc kinh phải chuyên tâm. Chuyên tâm nhất trí tức là tu định, tức là định học. Chúng ta lật bộ kinh ra, đọc tụng từ đầu đến cuối, đọc rất rõ ràng, đọc từng chữ từng câu, không có đọc sai, không có đọc sót chữ nào, không có đọc lẫn lộn, thì gọi là huệ học. Chữ huệ này là huệ gì? Chữ huệ này là căn bản trí. Đây là tu trí huệ chân thật. Trong kinh Bát Nhã gọi căn bản trí là Bát Nhã vô tri. Căn bản trí là vô tri, tức là không biết. Vì sao gọi vô tri là trí huệ? Vì vô tri là nó không khởi tác dụng. Nếu nó khởi tác dụng thì gọi là vô sở bất tri. Hiện nay chúng ta là hữu tri, tức là có biết. Bởi vì bạn hữu tri cho nên bạn hữu sở bất tri, tức là có rất nhiều bạn không biết. Nếu bạn muốn biết hết tất cả, vậy thì trước tiên bạn phải vô tri, tức là không biết. Vô tri khởi tác dụng là biết tất cả. Cho nên quý vị phải biết chân chánh trí huệ là vô tri, tức là không biết. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói vô trí diệt vô đắc. Vô đắc là chứng được cảnh giới viên mãn. Vô tri là chân thật trí huệ. Người phàm phu chúng ta khi nghe vô tri, vô đắc thì không thích, nghĩ rằng vô tri là một người ngu dốt, vô đắc là ta học để làm gì, học đến sau cùng cũng không được gì cả. Đó là họ không hiểu vô tri. Vô tri là chân tri. Vô tri là không có phân biệt, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Cái trí huệ đó là chân thật. Vì sao nói vô đắc? Vì bạn đã chứng được điều là trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ, nên gọi là vô đắc. Cho dù bạn đã vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh nói y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, không sai, bạn có đạt được hay không? Đến lúc đó thì bạn sẽ hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là trong tự tánh của ta vốn có đầy đủ, không phải chứng được từ bên ngoài. Đó là đó gọi là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Hoàn toàn là trong tự tánh của ta vốn có đầy đủ. Chỉ là xưa kia có chướng ngại, đức năng vốn có không thể hiện ra. Bây giờ đã trừ hết những chướng ngại đó thì trí huệ đức năng vốn có của ta liền hiện ra. Không phải là thật có sở đắc, nhưng chúng ta phải y theo kinh điển Đại Thừa
để tu học hết lòng, không ngừng mà huân tập. Đọc tụng tức là huân tập. Cho nên khi chúng ta đọc kinh, không cần nghiên cứu ý nghĩa trong kinh là gì. Đây là điều rất kiêng kỵ. Tại vì sao? Vì hễ có ý niệm thì sẽ rơi vào trong ý thức. Đó là sai. Thì sẽ trở thành người phàm phu. Như chúng ta đọc sách, người phàm phu đọc sách, vì sao họ không thể khai ngộ? Vì họ dùng tâm ý thức đọc sách. Dùng tâm ý thức thì có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước. Dùng cái tâm như vậy mà đọc sách thì nhất định không thể khai ngộ. Chỉ có thể tăng trưởng thế trí biện thông, hay nói cách khác là có thể tăng trưởng vọng tưởng, không thể tăng trưởng trí huệ. Chúng ta phải biết điều này. Ở thế gian rất nhiều người đều ngưỡng mộ hạng tài tử. Những người thế gian nhìn thấy hạng tài tử đều rất ngưỡng mộ. Họ rất tài hoa, có thể làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc khúc. Trong Phật môn có nói một câu: tự cổ thi nhân vọng tưởng đa. Tức là người từ xưa đến nay nhà thơ nhiều vọng tưởng. Việc làm của họ hoàn toàn là lục đạo luân hồi, không có liên can với việc ra khỏi tam giới sanh tử. Còn chúng ta là muốn thật sự giác ngộ, tuyệt đối không làm những chuyện này. Nếu chúng ta thật sự giác ngộ rồi thì trong bản tánh có cái khả năng này. Thì cái khả năng này hiện ra, chúng ta có thể dùng nó làm những công cụ tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên trong Phật môn cũng có thơ văn ca nhạc, dùng nó để làm hoằng pháp lợi sanh, dùng nó để giác ngộ chúng sanh, không phải dùng nó để làm mê hoặc điên đảo chúng sanh. Vì vậy công dụng của nó thì khác nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ trọng yếu của việc đọc kinh, tức là phải thành thật mà đọc tụng. Nhưng trong khi đọc tụng là lúc bạn đang đọc kinh sẽ có chỗ ngộ. Đây không phải là tự bạn nghĩ ra, tự bạn đích thật không có nghĩ ra. Nhưng khi đọc đến chỗ nào thì đột nhiên có rất nhiều ý nghĩa tuôn chảy ra. Đó là cảnh giới tốt. Nhưng không thể vui mừng, thể vừa hoan hỷ thì sẽ bị ma nhập, tức là bị ma hoan hỷ nhập. Không thể sanh lòng vui mừng. Vậy có cần phải lập tức ghi chép lại hay không? Không cần, không cần ghi chép lại, đã qua thì thôi. Cái tình hình này có một lần thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, luôn luôn sẽ có chỗ ngộ. Điều này không sao, đây là cảnh giới tốt. Cũng thường gọi là tâm đã thanh tịnh, tâm đã định. Lúc chúng ta xem kinh cũng sẽ có tiểu ngộ hoặc đại ngộ. Nếu đạt đến triệt ngộ thì công phu hoàn toàn đã thành tựu. Đó là nói rõ trọng yếu của việc đọc kinh. Chúng ta học Phật đều phải lấy kinh điển làm chủ. Chú giải là do Bồ Tát A-la-hán và một số đệ tử của Phật viết ra. Đó là kiến giải thể hội của họ đối với kinh luận.
chỉ có thể cung ứng cho chúng ta làm tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn y cứ. Nếu hoàn toàn y cứ thì sẽ có sai lầm, bởi vì Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân, pháp là kinh điển, chú giải là do người. Nếu họ chú giải tương ứng với kinh điển thì đáng được cho chúng ta làm tham khảo, chúng ta có thể đọc xem sẽ có giúp ích cho chúng ta. Còn nếu họ chú giải không tương ứng với kinh điển thì chúng ta không cần xem chú giải của họ, cũng không cần nghe họ giảng dạy. Giảng dạy tại vì sao? Vì lãng phí thì giờ. Thì giờ rất là quý báu. Cho nên có rất nhiều vị cổ đại đức tu hành, lúc tuổi tác của họ đã cao, bởi vì tuổi tác đã cao nên họ rất là trân quý thì giờ. Vì thì giờ của họ không nhiều nên không dám lãng phí nữa. Thường thường chỉ đọc tụng một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Chuyên tâm tinh tấn đến trình độ như vậy thì họ mới có được thành tựu. Lúc còn trẻ nghĩ rằng thời gian còn dài, xem nhiều bộ kinh điển, dù có lãng phí một ít thì giờ cũng không sao. Nhưng cũng phải nghĩ đến, tục ngữ Trung Quốc thường nói, đi xuống suối vàng không kể già trẻ. Bạn có bảo đảm bạn được sống lâu hay không? Những sự thật này nếu chúng ta suy nghĩ chín chắn thì tự mình sẽ có đề cao cảnh giác. Đích thật là không dám lãng phí thì giờ. Trong hoàn cảnh hiện thật, không có cái gì trân quý hơn là thì giờ. Đó là chúng ta đọc kinh để huân tập, thành tựu bát nhã trí huệ. Nhược dĩ đức dụng, lai tỷ hiệu giả. Chữ đức này là đạo đức. Chữ đức cùng với chữ đắc của đắc thất là một ý nghĩa, là cùng một nghĩa. Giả như bạn tu học có sở đắc, theo công dụng của sự tu học mà nói, thì thành tựu khác nhau. Như người có lòng từ bi trì giới thì họ được định. Người đọc tụng kinh Đại Thừa thì họ khai trí huệ. Đây là sự thành tựu khác nhau. Tuy là sự thành tựu khác nhau, nhưng cái năng lực đó nếu là chân thật, nếu họ đạt đến trình độ nhất định thì họ sẽ thông suốt. Trong định có huệ, trong huệ có định, họ có thể thông suốt. Khi họ chưa đạt đến tiêu chuẩn đó thì không thông suốt. Nếu đạt đến tiêu chuẩn đó thì thông suốt. Cho nên họ thông suốt tam học. Tức hợp thượng đệ tam phước, đệ tam cứu. Tức là phước thứ ba là phước Bồ Tát. Trong tam phước, phước thứ nhất là nhân thiên, phước thứ hai là thanh văn duyên giác, phước thứ ba là Bồ Tát. Trong phước Bồ Tát có bốn câu.
Câu thứ nhất là Pháp Bồ Đề Tâm. Câu thứ hai là tin sâu nhân quả. Câu thứ ba là đọc tụng Kinh Đại Thừa. Cho nên câu thứ ba là thuộc về trong phước thứ ba. Lại xem tiếp một đoạn. Đây là đoạn nhỏ thứ ba. Minh tu hành lục niệm giả. Tức là nói rõ tu hành lục niệm. Ở chỗ này nói được rất rõ ràng. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm Tam Bảo. Kế đến là niệm giới, niệm xã, niệm thiên. Dùng chữ niệm này để nói liền với nhau. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên. Đó là thông thường Phật tại trong tất cả kinh giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa đều là khuyên người tu học lục niệm. Tu học lục niệm này gọi là chánh niệm. Ngoài lục niệm này ra đều gọi là tà niệm. Lục niệm này là chánh niệm. Tu hành lục niệm giả, sở vị niệm Phật, Pháp Tăng, niệm giới xã thiên đẳng, thử diệt thông hợp đệ tam phước, Đại Thừa chi ý nghĩa giả. Tại trong phước thứ ba của Đại Thừa, vừa rồi đã nói phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Kinh Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Lục niệm này đều có mối quan hệ với bốn câu này. Kế tiếp là nói ngôn niệm Phật giả, tức chuyên niệm A-di-đà Phật, khẩu nghiệp công đức, thân nghiệp công đức, ý nghiệp công đức. Công đức tam nghiệp thân khẩu ý của A-di-đà Phật ở tại đâu? Tất cả đều ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Phật dạy cho chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, như Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong hội Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta, là nhớ Phật, niệm Phật. Đó là Phật dạy cho chúng ta phải thường thường nhớ niệm. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, nói A-di-đà Phật nhân địa tu hành, từ mới phát tâm mãi cho đến thành Phật. Sau khi Ngài thành Phật thì phổ độ tất cả chúng sanh. Thân thể lực hành của Ngài là thuộc về thân nghiệp, còn khẩu nghiệp là tán thán, đọc tụng, khuyên dạy, là thuộc về khẩu nghiệp của Phật. Và ý nghiệp, ý nghiệp là 48 lời nguyện của A-di-đà Phật. Bốn mươi tám lời nguyện của A-di-đà Phật, nguyện nguyện đều là phổ độ chúng sanh viên thành Phật đạo. Nếu chúng ta nói càng cụ thể hơn một tí, chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì rất
hiểu rõ tam nghiệp của Phật. Trong kinh văn có rất nhiều lời khai thị của chính A Di Đà Phật nói. Đức Thế Tôn vì chúng ta chuyển lại lời của A Di Đà Phật. Hạnh nguyện của A Di Đà Phật đều ở trong 48 phẩm của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã đọc từng phẩm kinh văn, đặc biệt là từ phẩm 32 đến phẩm 37. Đó là hạnh chân thật của A Di Đà Phật. Tức là niệm công đức tam nghiệp của A Di Đà Phật. Nhất thiết chư Phật diệt như thị. Chúng ta niệm A Di Đà Phật tức là niệm pháp, niệm những danh hiệu của chư Phật khác cũng là niệm pháp. Như chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là một vị Phật gương mẫu thần thiết nhất của chúng ta. Khẩu nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật là thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Đó là khẩu nghiệp của Phật. Còn thân nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật là bát tướng thành đạo, tu 6 năm khổ hạnh ở Tuyết Sơn. Năm xưa Phật thị hiện gần dãy núi Himalaya ở phía bắc Ấn Độ. Phật đản sanh tại nơi đó, tức là hiện nay nước Nepal, ở gần dãy núi Himalaya. Dấu chân của Phật đi đến đảo Tây Nam của cuối vùng phía Nam. Ngài suốt đời giáo hóa chúng sanh, không có ở yên một chỗ lâu dài. Ngài đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Đó là thân nghiệp của Phật. Còn ý nghiệp của Phật, tức là cái ý của Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Cũng như A Di Đà Phật vậy, có nghĩa là hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận pháp môn của Di Đà, nhất tâm trì danh cầu sanh tịnh độ. Đây là cái ý thật sự của Phật. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Phật xuất hiện ở thế gian, cái ý thật sự của Phật là khuyên chúng ta thật sự phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi vì sanh đến tịnh độ thì Phật mới yên tâm, tức là Phật đã độ người này được thành tựu viên mãn. Nếu họ chưa sanh đến tịnh độ thì Phật độ họ chưa được viên mãn, vẫn còn thường thường hộ trì họ. Tại vì sao? Vì họ không được bảo đảm bất cứ lúc nào họ sẽ bị đọa lạc. Họ còn có rất nhiều chướng ngại, còn có rất nhiều khổ nạn, tiền đồ của họ mù mịt. Phật phải hao phí tâm thần để chỉ dẫn họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì trách nhiệm của Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm xong. Họ ở Cực Lạc thì có A Di Đà Phật chiếu hố cố họ. Vì Ngài đã giao cho A Di Đà Phật rồi thì Ngài mới yên tâm, không còn lo lắng gì nữa. Họ sẽ viên mãn thành Phật. Chúng ta niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là ý nghĩa của niệm Phật. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Cho nên chúng ta niệm Phật không chỉ là miệng niệm một câu danh hiệu, niệm một câu Phật hiệu, không có ý nghĩa gì. Mức độ thấp nhất là chúng ta phải thực hiện trên
tam nghiệp thân ngữ ý. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này phải tự nhiên sanh ra tâm chân thành cung kính. Chúng ta có tâm chân thành cung kính, tức là tánh đức của chúng ta lưu lộ ra. Niệm Phật là niệm cái gì? Niệm Phật là niệm tánh đức. Hữu nhất tâm chuyên niệm chư Phật sở chứng chi Pháp. Đây là nói niệm Pháp. Phần trước là nói niệm Phật, bây giờ nói niệm Pháp. Niệm Pháp là tư duy. Trong tâm thường nghĩ đến cái Pháp của Phật đã chứng. Câu này không có nói Phật sở thuyết chi Pháp, cũng không có nói Phật sở tu chi Pháp, mà nói là Phật sở chứng chi Pháp. Cái ý nghĩa này khác nhau. Nếu như nói Phật sở thuyết chi Pháp thì đó là Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Pháp cho chúng ta. Hiện nay đã kết tập Tam Tạng Kinh Điển, tức là Đại Tạng Kinh, đều là do Phật sở thuyết. Cũng đều là Phật sở tu. Nếu như nói Phật sở chứng chi Pháp là gì, thì Đại sư Ngẫu Ích tại trong Di Đà Yếu Giải đã nói rất rõ ràng cho chúng ta biết Phật tu pháp môn gì mà chứng quả thành Phật, Phật dùng phương pháp gì chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là cái pháp của Phật đã chứng. Đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ ràng là Phật tu pháp môn niệm A Di Đà Phật mà được thành Phật, tu pháp môn niệm A Di Đà Phật mà chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Nhất tâm chuyên niệm chư Phật sở chứng chi Pháp. Cái Pháp này tức là chỉ Tịnh Độ Tam Kinh. Không phải chỉ Pháp môn khác. Giả như nói niệm tha sở thiết chi Pháp, sở tu chi Pháp, đó là nói bao gồm tất cả kinh điển. Chỗ này chỉ nói sở chứng chi Pháp thì cái nghĩa này khác nhau. Cho nên chúng ta mới biết rõ sự khổ tâm của Đại sư Thiện Đạo. Tinh chư quyến thuộc Bồ Tát Tăng. Đây là nói niệm tăng. Niệm tăng cái ý nghĩa quan trọng nhất, ta phải cố gắng tu học ngang hàng với bậc thánh hiền. A Di Đà Phật đã thành Phật cho đến nay mới có 10 kiếp. Những số Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là ở trong 10 kiếp. Họ từ 10 phương thế giới vãng sanh vào cõi Cực Lạc. Chúng ta trong 10 kiếp quá khứ đã từng gặp được pháp môn này, đã từng tu học pháp môn này, nhưng không được vãng sanh. Nay nghĩ đến những số Bồ Tát này là đồng học đồng tham với chúng ta trong đời quá khứ, họ đã được vãng sanh, còn chúng ta thì rơi rớt đến ngày hôm nay. Chúng ta phải sanh lòng hổ thẹn, chúng ta phải sanh lòng hâm mộ,
Cho nên khi chúng ta sắp lâm chung sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí và chư Bồ Tát đều đến tiếp dẫn chúng ta. Những số Bồ Tát này đến tiếp dẫn đều là đồng tham đạo hữu của chúng ta trong đời quá khứ. Họ đã vãng sanh trước, bây giờ họ nhìn thấy bạn được vãng sanh nên họ đi cùng với Phật đến tiếp đón bạn, đến nghinh tiếp bạn. Nếu bạn không có duyên với họ thì họ không đến đón tiếp bạn. Tuy bạn không quen biết họ nhưng họ đều là có duyên với bạn. Khi vừa gặp mặt thì quen biết ngay. Vì vậy bạn muốn hỏi ở nơi nào bạn quen biết nhiều người nhất? Là ở nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn quen biết rất nhiều người. Ngoại trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, ở bất cứ thế giới nào đều là người xa lạ. Cho dù trong đời quá khứ có duyên, khi gặp mặt cũng không quen biết. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hễ vừa gặp mặt thì là quen biết ngay. Tại vì sao? Vì là quay thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho chuyện quá khứ đời đời kiếp kiếp của chúng ta đều có thể nhớ lại hết, đều biết được, đều hiểu rõ, đều nhớ rõ người đó, người đời nào, ở chỗ nào, là bạn học, còn có mối quan hệ gì, chúng ta hoàn toàn biết rõ. Cho nên người quen biết rất nhiều. Chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có vắng vẻ. Đây là hoàn toàn sự thật. Niệm tăng là phải thường nhớ điểm này. Đồng tham đạo hữu của chúng ta, những người đã thành tựu quá nhiều quá nhiều, hiện tại đều ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hữu niệm chư Phật chi giới, câu này là nói niệm giới. Chữ giới ở chỗ này nói là nghĩa rộng, không phải nói nghĩa hẹp. Ý nghĩa của chữ giới này cùng với chữ giới có bộ ngôn là cùng một ý nghĩa, tức là Phật dạy bảo chúng ta không hạn chế nơi giới điều. Nếu xem chữ giới này là giới điều thì phạm vi quá nhỏ hẹp. Cũng tức là Phật giáo huấn chúng ta, Phật dạy bảo chúng ta tại trong tất cả kinh luật luận, chúng ta phải thường nhớ. Ngày nay chúng ta tuân theo lời dạy của Phật, Bồ Tát và Tổ sư. Các ngài khuyên chúng ta chuyên tu thì chúng ta phải chuyên tu học, thâm nhập một môn kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà. Tổ sư lại cộng thêm phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, gọi chung là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh, Phật dạy bảo chúng ta tuân theo một bộ kinh để tu học thì suốt đời được thọ dụng vô tận. Đây là niệm giới. Cập niệm quá khứ chư Phật, hiện tại Bồ Tát đẳng, năng tác năng tác, năng xả năng xả, nội xả ngoại xả, nội ngoại xả, thử đẳng Bồ Tát đáng dục niệm pháp, bất tích thân tài. Đoạn này là nói niệm xả.
quá khứ chư Phật, hiện tại Bồ Tát đều làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta muốn hỏi, vì sao các ngài có thể thành tựu? Vì các ngài có thể xả bỏ. Trong đời quá khứ chúng ta cùng với các ngài là đồng học đồng tham. Vì sao chúng ta không thể thành tựu cho đến ngày nay mà ra nông nói này? Thật tại mà nói, vì chúng ta không chịu xả bỏ, không chịu buông xuống, cho nên mới ra nông nói này. Nếu như chúng ta muốn thành tựu thì phải noi theo các ngài, tức là nhất định phải buông bỏ hết thân tâm thế giới. Các ngài có thể xả bỏ, chúng ta cũng có thể xả bỏ. Các ngài có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta nhất định phải hết lòng mà tu học. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ giảng xong.